1664 Blanc. Đi vị chất, mở bất ngờ cùng The Mask Singer Việt Nam. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại với đêm công bố và trao giải The Mask Singer 2023. Quý vị và các bạn thân mến, và trước mắt chúng ta trên sân khấu đang là một nhân vật mà tất cả chúng ta đều yêu mến qua các vòng thi với sự biến hóa, đa dạng và cực kỳ chuẩn chỉnh trong tất cả các tiết mục của mình, đó là ông Baby. Hay còn gọi là chú ông vô định. Và thưa quý vị, năm nay á, để cho có thời gian nhiều hơn cho các mascot được chia sẻ cảm xúc của mình, cho nên chúng tôi lựa chọn là sẽ unmask trước, có nghĩa là sẽ cho các bạn ấy lộ diện trước, sau đó hát ca khúc của mình. Và đến cuối chương trình thì chúng ta sẽ biết được ai là thứ hạng mấy trong cuộc thi năm nay. Trước khi chúng ta lộ diện thì em chia sẻ là thông tin, đó chính là đây là một những bộ đồ mà hiện tại vẫn là nặng nhất của The Mask Singer nha. Và bây giờ sẽ là một vài câu hỏi trước khi mà chúng ta... Vâng, và trước khi để trả lời những câu hỏi này thì chúng ta rất là muốn biết bên trong cái đầu to này là nhân vật nào mà tuần nào cũng biến hóa và có giọng hát thật là điêu luyện như vậy. Bây giờ khán giả cùng chúng tôi đoán thử xem là ai ạ? Đà một cái tên duy nhất anh ơi. Mình hô to khẩu hiệu của chương trình nha. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Và đó là... Và đó là... Ủa? Cái gì? Và đó là... Và đó là... Là... Một con chim. Ủa? À, Tiểu Phượng Hoàng. Chính xác. Tiểu Phượng Hoàng. Là cái con mà Phượng Hoàng lửa gọi. Đúng là rồi. Con gà đông tảo. Đúng. Vẫn kiên định không chịu lộ mặt. Như vậy có nghĩa là 2 trong 1. Ông Baby là Tiểu Phượng Hoàng. Đúng rồi. Vậy Tiểu Phượng Hoàng là con gì? Mở ra tập 2. Mở tập 2 ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Y. Tiểu Phượng Hoàng cũng như ông Baby của mùa 2. Bây giờ có mặt chốt em xỉu ngang rồi. Và đó là... Là... 1, 2, 3! Ca sĩ Orange! Trời ơi, tội nghiệp. Trời ơi. Một cái người phụ nữ nhỏ xíu như vậy mà đội ta nói... 30 mấy ký. 30 mấy kg trong người. Mỗi lần bà đội như vậy em hát có nổi không bé? Hả? Hỏi thiệt á. Dạ, thực sự là chương trình cũng cho em một bộ đồ rất là sang. Sang chấn tâm lý đó. Thì em nghĩ rằng là mỗi một lần mình đứng trên sân khấu là một cái cơ hội lớn cho em. Cho nên là em không còn nghĩ gì hết về cái sự nặng của bộ đồ nữa. Và thực sự là cái hành trình mà âm nhạc của em á, nó không quá là suôn sẻ. Nhưng mà chưa bao giờ em từ bỏ hết. Và em rất là cảm ơn bản thân mình vì đã không từ bỏ để có thể đến The Mask Singer năm nay và có được những trải nghiệm đáng nhớ nhất năm 2023 của Orange. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Có ai yêu Orange không ạ? Trong suốt quá trình thi thì ngày hôm nay đến đêm cuối rồi thì cái động lại trong em lớn nhất là gì? Tới cuối rồi thì cái điều mà vẫn làm cho em rất là xúc động và bất ngờ đó là cái tình yêu thương của mọi người dành cho Tiểu Phượng Hoàng và ông Baby quá là lớn. Lúc đầu thì em thi thì em không hề nghĩ tới cái điều đó và cứ nghĩ rằng là mình sẽ không đi được xa đến thế. Nhưng mà tới bây giờ thì khi ra hát những cái bài hát của mình sáng tác rồi được kết hợp chung với những nghệ sĩ khác thì em thật sự là rất là xúc động và thật sự phải khẳng định rằng là không có mọi người thì là sẽ không có em ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều ạ. Và chắc chắn là em rất là tự tin, bây giờ tự hào về kho tàng 200 ca khúc của bạn ấy. Trong lần anh nhớ một tập là bạn ấy chia sẻ là 200 bài hát và có một lần bạn ấy nói là tự tin vì không thể bài hát này. Nhưng mà đêm nay chung kết rồi, sự tự tin còn hay không ạ? Thực ra thì em biết rằng là bản thân của em sẽ vẫn còn những cái vấn đề, những cái khiếm khuyết. Nhưng mà tối hôm nay thì em không còn tự ti nữa. Em mạnh mẽ. Quý vị, nếu như quý vị đã xem thì quý vị thấy rằng là
ông baby của chúng ta là một người rất là nhút nhát. Bạn ấy cũng sống rất là nội tâm, cho nên bạn ấy ít chia sẻ, bạn ấy ít có ra chỗ đông người, rồi rất là hoài nghi về khả năng của bản thân. Mà tôi không biết tại sao phải hoài nghi, trong khi hát thì rất là hay nhá, sáng tác lại rất là thông minh và có chiều sâu trong tác phẩm của mình nhá. Thì ngày hôm nay có mặt ở đây thì một lần nữa đã minh chứng cho cái việc là những gì em theo đuổi, những gì em đã có công sức bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua là hoàn toàn không hề lãng phí. Và The Masked Singer một lần nữa thật sự đã tạo nên một ông baby rất đặc biệt trong lòng quý vị khán giả. Và ngày hôm nay Orange sẽ trở lại trên sân khấu, sẽ là Orange chứ không còn là ông baby nữa. Và quý vị hãy yêu thương Orange như đã yêu thương ông baby quý vị nhá. Cảm ơn mọi người ạ, cảm ơn The Masked Singer. Cho em xin gửi lời cảm ơn tới The Masked Singer, tất cả các anh chị em trong ekip, cũng như là anh Ngô Mạnh Đông Đông, ban cố vấn, ban nhạc Hoài Sa, ban bè, và rất nhiều con người em phải cảm ơn nữa. Và ngày hôm nay thì còn có cả rất là nhiều bạn bè của em, cũng như là có ba mẹ của em ngồi ở dưới để xem nữa. Ba mẹ ơi, ngày xưa lúc mà con còn nông nổi thì con nghĩ rằng là ba mẹ không thương con và không ủng hộ cái niềm đam mê của con. Nhưng mà bây giờ con nhớ lại thì những cái bước đi đầu tiên của con, những cái cuộc thi đầu tiên mà con tham gia, cũng chính ba mẹ là những người đã đưa đón, đã chờ cùng với con từ sáng tới khuya để mà được thi. Con rất là cảm ơn ba mẹ, con thương ba mẹ rất là nhiều. Ngày hôm nay thì còn có em trai của em đang đi du học cho nên là không có ở đây. Hy vọng rằng là em của em có thể xem được qua màn ảnh. Và còn một người nữa em phải cảm ơn, đó là cô Ngọc Mai. Cô Ngọc Mai là một cái người đã dẫn dắt cho Tiểu Phượng Hoàng năm ngoái. Và năm nay cảm ơn cô Trần Minh Huệ là cái người đã dẫn dắt cho ông Baby rất là tận tình qua rất là nhiều vòng thi. Và có một người nữa em phải cảm ơn, đó là bà ngoại của em ở trên trời. Bà ngoại ơi, con đã làm được rồi. Anh nghĩ là còn một người em quên cảm ơn, đó là chính bản thân em. Phải cảm ơn cái người đó đã rất là cố gắng để luôn luôn có được sự vững tin để trình diễn thật tốt mỗi một ca khúc mỗi đêm. Dạ, dạ cảm ơn bản thân em. Một tràng pháo tay nữa cho Orange. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hát hay lắm luôn á. Hát mà nổi hết da gà. Nói chung là đây là một nhân vật rất là có tài và hát rất là tình cảm, cho nên Trấn Thành hy vọng là quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ Orange nhiều hơn nữa trong chặng đường sắp tới của mình nhé. Cảm ơn em đã đến với The Masked Singer năm nay. Cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Em cảm ơn anh Trấn Thành, cảm ơn anh Bắp ạ. Vô chờ đợi kết quả nha. Dạ. Ok. Rồi người kế tiếp mà quý vị muốn anh Mask là ai ạ? Ai ạ? Ý nó lên luôn. Ủa, rồi kìa Bắp ơi. Chưa kịp gọi tên. Nó lên. Là muốn lên trước mình luôn rồi. Ok, bây giờ là nhân vật gây tranh cãi nhất trong năm thưa quý vị voi bản đô nè. Đây là nhân vật có rất nhiều yếu tố nha. Giải trí, giọng hát, khán giả, rồi tình duyên. Tình duyên. Gia đạo, quà tặng. Ủa. Quý vị có biết anh là ai không ạ? Ai hả? Quốc Thiên. Cái gì vậy? Quốc Thiên hả? Dạ. Mà nói giọng xét. Nói giọng xét ghét. Tháo lục. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Đó, chống cự. Chống cự vô ích. 1, 2, 3. Và đó là anh Tú thưa quý vị. Trời ơi, tới cuối cùng lột mặt nạ dẫn tiểu phẩm được. Dẫn tiểu phẩm hai. Sao rồi? Trong cái lớp con voi bản đôn bao nhiêu lâu nay, hôm nay được thấy ánh sáng mặt trời rồi, em thấy sao? Em thấy vừa buồn vừa vui. Đó là? Buồn là bây giờ em không được là con voi đáng yêu nữa. Em trở về với anh Tú, em trở về chính em. Nhưng mà em vui là lần đầu tiên trong vòng 5 tháng em được nhìn trực diện tất cả mọi người, được nhìn những cái tình cảm mọi người dành cho em, và đó là cái sự trân quý của mọi người đã dành cho tất cả các mascot của chương trình ngày hôm nay.
Lúc em mở mặt ra là em run lắm, bây giờ em chả biết nói cái gì luôn. Em chỉ biết là cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều khi đã đồng hành cùng em, cùng tất cả các mascot trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Huy, cảm ơn anh Thành và cảm ơn tất cả mọi người. Ôi ơi, chúng tôi thực sự là với những cái cảm xúc ngày hôm nay thì thông thường cái quy trình mình cởi mặt nạ ra thì sẽ cho khán giả biết về những manh mối của bạn. Nhưng mà ngày hôm nay là đêm trao giải và chúng tôi sẽ muốn là dành tất cả khoảng thời gian này cho cảm xúc của bạn. Nên vì thế là nếu mà quý vị nào chúng ta muốn tìm được những manh mối về Vạn Đôn có thể lên trên ứng dụng Vion chúng tôi hoặc là trên YouTube để mà chúng ta có thể tham khảo lại. Chương trình đã làm sẵn 3 cái video clip về tất cả các manh mối của các mascot. Quý vị có thể lên để theo dõi. Bây giờ mình trở lại với cảm xúc của Tú nè. Trong tất cả các bài thi thì cái bài thi nào để lại cho em nhiều cảm xúc nhất? Tại vì sẽ có những bài thi được nhiều view nhất, nhưng mà sẽ có những bài mà em thích hát nhất hay là nó có kỷ niệm và cảm xúc với em nhiều nhất, thì đó là bài nào? Thưa quý vị với cả thưa mọi người rằng là bài hát mà cho em nhiều cảm xúc nhất và ấn tượng nhiều nhất vẫn là bài đầu tiên, bài Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Bởi vì chính cái bài hát đấy đã làm cho Voi được mọi người thương rất là nhiều và Voi đã tự tin hơn rất nhiều khi mình đứng ở trên sân khấu hát một bài hát ballad và được tất cả mọi người ủng hộ. Cái niềm đấy là cái niềm hạnh phúc cực kỳ lớn của một người nghệ sĩ. Tú cảm ơn rất là nhiều khi tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn yêu thương Voi Bản Đôn, yêu thương anh Tú. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Wow. Nhưng mà sao cái giọng nói này nó khác với con Voi quá vậy em? Dạ, con Voi là nó lên tông ghê lắm. Nó lên tông dữ lắm. Mà khán giả vẫn đang tự hỏi là thế đâu mới là anh Tú, đâu mới là con Voi? Cuối cùng ai là ai? Con Voi là anh Tú và anh Tú cũng là con Voi. Bởi vì bây giờ em mở mặt nạ ra ấy, là em cảm giác thấy mình đang rất là bị hồi hộp. Và em chỉ thấy được là đêm nay như là một cái giấc mơ đẹp của em. Và chính các bạn khán giả đã làm cái giấc mơ đấy trở thành hiện thực để cho em dám nghĩ, dám làm và dám ước mơ. Cảm ơn khán giả rất nhiều đã dành tình cảm cho em. Và em chia sẻ một chút thôi. Em thừa nhận và em biết được là mình không phải là một người siêu đẳng, cũng không phải là một giọng hát rất hay của chương trình. Em biết được điều đấy. Em rất biết điều đấy, nhưng mà em được một cái điều may mắn, đó chính là em được khán giả thương em. Đúng. Khán giả thương em nhiều quá. Và đó là cái sự mà em sẽ nhớ mãi đến cuối đời của em luôn. Bởi vì thực sự nó là một cái điều vô giá đối với em. Em cảm ơn khán giả rất nhiều đã luôn luôn yêu thương em, yêu thương cái sự không hoàn hảo của em ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Wow, em thấy đây một chàng trai rất đặc biệt. Bởi vì em với lại Tú là cũng chơi thân ở trong một cái đội banh. Ở ngoài này một cái chàng trai rất năng động, rất tăng động và nhiều năng lượng. Nhưng mà khi vào một nhân vật như là Voi Bản Đôn thì phải cố giữ mình ở trong cái lớp vỏ của Bản Đôn. Có giữ được đâu. Thì đó, em cũng mấy lần em cũng khều khều là trời ơi, đó, lộ quá. Lộ quá. Đó, nhưng mà có một điều đặc biệt như thế này thưa quý vị, đó chính là khán giả biết đến anh Tú là một trong những mascot mà khi hát trình diễn là hát bằng cả tính mạng. Nhưng có một điều mà chương trình cũng muốn chia sẻ, cũng như là có thể là anh Tú ngày hôm nay cũng chia sẻ về câu chuyện này, đó chính là ở lúc mà mình bắt đầu đi hát á, thì mình sẽ không nhận được sự ủng hộ nhiều từ gia đình. Thì không biết là ngày hôm nay bạn có mặt ở đêm chung kết rồi, top 3 những giọng ca hay nhất của chúng tôi, thì bạn có muốn nói điều gì với lại gia đình hay là khán giả không? Em chia sẻ với mọi người là hôm nay đi xem concert thì có cả bố và mẹ em và cả chị họ em nữa đang ngồi ở Diamond Bar. Và em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình đứng ở trên một cái sân khấu quá lớn như thế này. Từ một chàng trai lớp 5, em đã đi hát đám cưới cùng bố em làm chủ hôn, anh trai em đánh đàn. Và tới ngày hôm nay em đứng ở đây, đây là một phút giây huy hoàng của em, cả một cái sự nỗ lực. Nhưng mà em thừa nhận rằng một điều, đó chính là không có khán giả thì sẽ không bao giờ có Voi Bản Đôn và không bao giờ có anh Tú hiện tại. Cảm ơn khán giả rất nhiều đã dành tình cảm cho tất cả các mascot và cho Voi nữa. Chắc chắn như vậy rồi. Và tình cảm mà quý vị dành cho Voi sẽ không chỉ ở lại với The Masked Singer mà sẽ tiếp tục đi theo anh Tú trong những chặng đường sắp tới. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ em đã sẵn sàng hát cho mọi người nghe chưa? Chắc là cho em cảm ơn nữa được không? Hay là hết giờ phát sóng rồi? Em cảm ơn em. Thôi em cảm ơn nhanh, em cảm ơn tất cả các ekip, tất cả mọi người đã cùng nhau tạo dựng một chương trình quá hay, quá giá trị cho người dân, tất cả bà con, tất cả khán giả xem. Đó là một cái điều tuyệt vời nhất rồi. Và em xin cảm ơn đức tin của em. Em sẽ cảm ơn gia đình, cảm ơn khán giả, cảm ơn những ân nhân của em. Cảm ơn tất cả mọi người đã tạo nên em và đã cho em có cơ hội đứng ở The Masked Singer để gửi tặng đến tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn, cảm ơn ạ. Và bây giờ, à, em còn cảm ơn một hai người nữa. Hai người đã cho em nhá, cho em cảm ơn nhá. Có gắt đâu, chưa gắt. Không, em sẽ cảm ơn những người thầy của em đã dìu dắt em trong hơn một năm qua và trong bốn năm qua. Đó là cô Mai Hương ở ngoài Hà Nội và cô Minh Huệ sống ở tại Sài Gòn. Cảm ơn sư phụ rất nhiều đã luôn luôn yêu em. Cô Minh Huệ có nghĩa là cô của em và cô của con ông hồi nãy là một cô. Là một ổ. Thật ra cũng là cô của tôi luôn. Dạ. Ủa? Sắp của anh Huy luôn rồi. Chắc mai em đăng ký luôn không thôi. Không có, cô dạy thiếu điều hết nữa cái showbiz rồi. Dạ, đó là cô Minh Huệ của chúng tôi, thưa quý vị. Một người phụ nữ đã rất lớn và vẫn yêu nghề và luôn luôn tạo ra nhiều thế hệ những chàng trai trẻ tuổi giỏi giang như thế này. Thưa quý vị, một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự xuất hiện của anh Tú với hình hài của Voi Bản Đồ. Cảm ơn Tú. Cảm ơn Tú nhiều. Đấy, ca sĩ đó. Cứ toàn phải mời vào trong. Hát xong thì vào thì trong đó. Cho MC chứ. Bây giờ là Sơn của chúng tôi. Trời ơi, quý vị ơi. Đây, em đoán nhân vật cuối cùng, quý vị ơi. Một tràng pháo tay cho cô Tây Bắc. Quý vị nhìn đi, quý vị thấy là cái người phụ nữ này là chúng tôi mỗi lần đi là cơm bưng nước rót. Là coi như là tháp tùng theo 12, 13 người. Tại sao? Lớn tuổi rồi, đi không có nổi nữa. Mà quý vị thấy không, tuổi này mà đi thi, coi như là theo chương trình mấy tháng trời, mà đeo một cái đầu nặng như thế này, quý vị thấy không, mâm bữa nay là đỡ rồi, tỉnh lược rồi đó. Bình thường là mâm ngũ quả, nguyên cái cầu Âu Thước trên đầu. Thì làm sao một cơ thể nhỏ bé như thế này với tuổi tác như thế này có thể gắn được cái đầu này thì mấy tháng liền. Thì đây, nhân vật này là ai? Thưa quý vị, hãy chuẩn bị đến với phần lộ diện của cú Tây Bắc. Ai mà lại khiến cho anh Bằng Kiều điên đảo? Ai mà lại là idol của Tùng Dương? Trời, ai là ai mà mấy tháng liền có thể đeo được cái mascot này mà hát? Và đó chính là một danh ca. Thưa quý vị, danh ca Hương Lan. Wow. Trời ơi. Thiệt sự. Thiệt sự này, cô thật sự. Đây, trời ơi, đây con sửa tóc lại cho mẹ cho. Ở ngoài Trấn Thành gọi là Má Lan. Trời ơi, thấy thương không? Khán giả hỏi thiệt là muốn biết tuổi thật của cú Tây Bắc năm nay bao nhiêu tuổi mà có thể đổi cái đầu ra suốt mấy tháng liền mà thi. Hương Lan xin thân ái kính chào tất cả quý khán thính giả đang có mặt trong đêm nay. Trước hết thì cho Hương Lan cảm ơn. Lời đầu tiên cảm ơn là cảm ơn khán giả đã yêu mến Hương Lan. Không phải là vài năm như các em trẻ đây, mà quý vị đã vỗ tay, đã thương Hương Lan và đã làm cho Hương Lan sống lên và sống mãi cho tới bây giờ là đứng trên sân khấu được hơn 60 năm. Quá trời. Nói tới 60 năm là hơn nửa thế kỷ. Dạ, nửa thế kỷ. Hơn nửa thế kỷ trên sân khấu. Và ngày hôm nay mình đang nói là tuổi nghề thôi nha, chưa nói tới tuổi thật đấy. Dạ. Mà quý vị thấy là con hỏi thiệt, mỗi lần mà mẹ đổi cái đó mẹ có mệt không? Mà tại vì mẹ từ Mỹ mới bay về thì đôi khi múi giờ nó lại khác nữa. Thì mỗi lần mà mẹ thiếu ngủ rồi làm sao mẹ có thể hát được trong suốt cái thời gian đó? Phải nói là tâm sự cùng quý vị là Hương Lan đã gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn nhất là mình tự bên Mỹ mà tham gia chương trình The Masked Singer mùa 2. Trước khi nhận lời với chương trình này thì Hương Lan cũng đã suy nghĩ không biết là mình có làm nổi hay không. Và mình sẽ hát được tới tiết mục thứ mấy rồi mình đi ra. Nhưng mà cái điều đó bao giờ thì ca sĩ nào cũng sẵn sàng và chuẩn bị cho mình một bài hát khi lộ diện. Nhưng rất là hân hạnh. Và đây là một cái kỷ niệm rất lớn trong cuộc đời sân khấu của Hương Lan. Là trên 60 tuổi mà vẫn hát được cùng các em, các cháu. Và cũng gặp được quý vị trong hôm nay. Thì đối với Hương Lan đó là một cái chuyện mà Thượng Đế đã ban cho Hương Lan. Rất nhiều, rất nhiều. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.
Thật ra anh Thành, chương trình chúng ta cho khán giả được biết là với một cái mặt nạ rất nặng như thế này và cái lịch ghi hình chúng ta thường kéo dài đến 2-3 giờ đêm. Đúng rồi. Mỗi lần mà tới hát tới 3-4 giờ sáng là Quy với Thành cứ nói thôi làm lẹ lẹ cho cô Cú hát chứ không thôi để lo sức khỏe của cô Cú. Có khi vừa xuống máy bay, quý vị biết không, vừa xuống máy bay là từ ở phi trường đi thẳng về phòng quay để mà chuẩn bị để mà quay. Dễ sợ, không nghỉ ngơi gì luôn. Dạ không nghỉ ngơi. Tập bài có 2 ngày thôi. Mà tập bài thì chỉ được có một lần thôi. Mà quý vị thấy một cái người phụ nữ nhỏ bé như thế này đội ngần ấy đồ đạc ở trên người mà còn jet lag đi giờ Mỹ mới bay máy bay về mấy tiếng, 20 mấy tiếng đồng hồ đi máy bay xong về phải hát liền. Và quý vị biết một cái điều rất là đặc biệt là con nghe nói là sau chương trình này thì hình như tình cảm hai vợ chồng hâm nóng hơn thì phải, bởi vì từ ngày có Cú Tây Bắc thì anh ấy ở nhà đón xem và đọc comment của Cú Tây Bắc rất nhiều thì phải. Dạ đúng vậy, và anh ấy cũng có mặt trong đêm nay. Wow, dạ đâu ạ? À? Dạ không biết ngồi chỗ nào nữa. Đây, thưa quý vị, đã phát hiện đây chồng của ca sĩ Hương Lan, thưa quý vị đây. Một tràng pháo tay cho bố ạ. Dạ. Từ ngày có Cú Tây Bắc hình như anh ấy quan tâm nhiều hơn cho Hương Lan phải không? Dạ anh ấy lo lắng và xem comment mỗi ngày. Trời ơi. Rất là trending, rất là trending. Nhưng mà cô ơi, câu hỏi này là cho một tập á, là khán giả cũng hỏi là cô có chia sẻ là sẽ làm một cái đêm nhạc. Để cảm ơn khán giả thì mình chia sẻ thêm thông tin về đêm nhạc cho khán giả theo dõi không ạ? Dạ, sẵn đây thì Hương Lan cũng xin thông báo cùng quý vị. Thì gọi là thông báo nhưng mà thật sự đây là Hương Lan nghĩ rằng đã đến lúc mà mình phải chuẩn bị để mình gác lại những cái chương trình mà không thể đi hát được vì lớn tuổi rồi. Mình muốn tập trung nhiều hơn và Hương Lan sẽ làm một cái YouTube nghệ sĩ Hương Lan Official. Và trong chương trình đó thì Hương Lan nghĩ rằng Hương Lan là một cái đêm giả từ sân khấu, nhưng mà không phải là giải nghệ đâu nha. Hương Lan vẫn hát nhưng mà hát trên cái YouTube của mình, hát trong những chương trình từ thiện và thỉnh thoảng sẽ có quay hình những chương trình nào thật là ý nghĩa. Và không có, quý vị sẽ không được xem Hương Lan ở phòng trà, ở vũ trường hay ở một cái nơi nào nữa. Và nhưng trên YouTube Hương Lan cũng mong rằng quý vị sẽ nhìn vào đó xem Hương Lan hát. Tại vì ông trời cho tổ nghiệp cho giọng hát mà mình không hát, mình vẫn hát chứ. Nhưng mà không có đi nhiều như bây giờ. Dạ. Nói chứ cũng sẽ có dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. Dạ, cho tại bản thân. Tại vì mẹ đã hát hết cả cuộc đời của mẹ rồi, 60 năm rồi. Là quá nhiều cho khán giả rồi. Biết sao Thành, biết sao mà mẹ cảm ơn khán giả không? Dạ. Tại vì mẹ đã biết nhận cái món tiền đầu tiên gọi là cái cachet đó, nhận tiền của khán giả vì đứng trên sân khấu từ lúc Hương Lan 5 tuổi. Đúng lúc đó là thần đồng bé Hương Lan, ái nữ của nghệ sĩ Hữu Phước. Vậy là chắc là trên cái kênh YouTube của mẹ sắp tới là cũng sẽ có những bài hát của ông ngoại Hữu Phước đúng không? Dạ. Hương Lan sẽ làm một cái YouTube, nhưng mà cái điều đầu tiên hết mà Hương Lan muốn là Hương Lan muốn nhắc lại ba của mình, đó là nghệ sĩ tài danh cải lương Hữu Phước. Mà ở đây có thể những người trẻ cũng chưa biết được, thì Hương Lan muốn giới thiệu đến để cho tất cả biết rằng cái người tạo ra Cú Tây Bắc, người đã tạo ra cái tên Hương Lan là ai và ông là một nghệ sĩ như thế nào. Thì Hương Lan muốn chính mình tự nhắc đến ba mình và để cho khán giả, nhất là những khán giả trẻ, biết về cái dòng dõi của Cú Tây Bắc. Xin cảm ơn rất là nhiều những chia sẻ của Cú Tây Bắc ngày hôm nay. Thật sự là rất là xúc động và đầy cảm xúc. Chúng ta hy vọng là sắp tới trên kênh YouTube của nghệ sĩ Hương Lan sẽ có nhiều hơn nữa những bài hát mới. Và Trấn Thành cũng là một fan hâm mộ của Cú Tây Bắc. Nói chung là Trấn Thành là người nghe nhạc má Hương Lan từ nhỏ tới lớn. Và Trấn Thành đã từng nói với tất cả mọi người rằng là với Trấn Thành á, riêng với Thành thôi nha, thì trong cái dòng nhạc của mẹ đang theo đuổi thì tiếng hát của Hương Lan như là một cái thước đo về chuẩn mực của chất lượng. Nếu mà ai mà nói là muốn nghe dân ca hát hay thì sao thì nghe Hương Lan đầu tiên. Nói chung là với Trấn Thành, Hương Lan là một báu vật, một giọng ca báu vật của Việt Nam. Và đây là một giọng ca nên được bảo tồn và nên được yêu thương nhiều hơn nữa. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho danh ca Hương Lan với hơn 60 năm cống hiến cho nghệ thuật, thưa quý vị. Và chắc chắn thế hệ trẻ tụi em với hành trình của Cú Tây Bắc thì cũng sẽ đăng ký sớm kênh của cô để được thưởng thức những bài hát cũng như là sẽ theo dõi và nhân rộng ra những bạn trẻ khác nữa. Và nhân đây thì con cũng thay mặt cho tất cả các nghệ sĩ trẻ nghiêng mình để phục về sự góp mặt của cô tại The Masked Singer.
Đúng rồi, cảm ơn mẹ đã chịu nhận lời tham gia The Masked Singer năm nay. Bây giờ mình hát bài gì? Cảm ơn The Masked Singer năm nay đã cho Hương Lan có cơ hội để được sống cùng trên sân khấu với các em, các bạn trẻ. Và Hương Lan cũng thấy rằng ở đây quý vị có thấy là những người trẻ mà Hương Lan đã xem trong chương trình này hát rất hay, rất dễ thương và rất có trình độ. Bây cho nên là Hương Lan cũng khuyến khích rằng nhất là các em vừa hát mà lại vừa sáng tác được, đó là một cái điều mình phải lo lắng cho các em nhiều hơn để mà cho các em có con đường để tiến lên. Dạ. Thưa quý vị, khu Tây Bắc danh ca Hương Lan. Và chào mừng sự trở lại của voi bản đồn Anh Tú và ông Baby Oren ạ. Quý vị và các bạn thân mến, và đến bây giờ thì chúng ta cũng đã biết được đằng sau lớp mặt nạ mà ba mascot vừa rồi là ai. Thì đây sẽ là lúc mà chúng ta biết được thứ hạng cuối cùng của họ khi đến với The Masked Singer. Thanh biết rằng là đây chỉ là một sự xếp hạng về những lá phiếu bình chọn của quý vị trên Vion mà thôi. Bởi vì dù cho là thứ hạng gì đi nữa thì ngày mai khi ra sân khấu, khi đi lưu diễn ở nhiều nơi thì tình cảm quý vị dành cho mỗi một giọng hát là hoàn toàn khác nhau. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng là ngày hôm nay dù cho ở thứ hạng nào thì mọi người cũng sẽ vui và đón nhận cái kết quả này một cách thật là tích cực. Một tràng pháo tay nữa cho ba gương mặt rất tuyệt vời trên sân khấu, Orange, ca sĩ Hương Lan và ca sĩ Anh Tú, thưa quý vị. Và bây giờ kết quả thì chúng tôi đã cập nhật những con số cuối cùng rồi ạ. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Hoàng Mạnh Thắng ạ. Xin mời ông Hoàng Mạnh Thắng đến từ công ty Earth Young Việt Nam, đơn vị xác nhận lượng bình chọn của quý vị khán giả trên ứng dụng giải trí Vion sẽ cho chúng tôi phong bì kết quả. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn ông Hoàng Mạnh Thắng. Wow. Hiện nay trên tay tôi là kết quả từ quý vị khán giả khi bình chọn trên ứng dụng giải trí Vion dành cho ba mascot cuối cùng. Ủa, em mở ra ha. Mở đi. Xin chúc mừng. Xin một tràng pháo tay đi đồng diện để chúc mừng cho Cú Tây Bắc, thưa quý vị. Chúng tôi xin nhắc lại, đó chính là Cú Tây Bắc sở hữu số phiếu bình chọn là 98.219 phiếu và phần trăm lượt bình chọn là 24.3%. Và chúng ta còn hai vị trí quán quân và á quân. Xin nhắc lại, á quân chiếm 30.3% và quán quân chiếm 45.4% lượt bình chọn của quý vị khán giả. Mình chơi lớn, mình công bố luôn quán quân không anh? Chắc chắn. Mà nó lớn quá. Và người còn lại sẽ là á quân. Có lớn quá không? Thôi chơi luôn đi. Thôi á quân trước đi.
thì người còn lại sẽ quán quân. Thì tùy em. Và thôi quán quân trước đi, rồi áo quân. Em hồi hộp quá. Thưa quý vị, thôi chúng tôi sẽ công bố quán quân của cuộc thi năm nay luôn ạ. Và người còn lại dĩ nhiên sẽ là áo quân của cuộc thi. Quý vị bình chọn cho ông Baby hay vào bản đồ không ạ? Xin chúc mừng quán quân của The Masked Singer 2023 năm nay. Và đó là... Voi Bản Đơn! Và áo quân đó chính là ông Baby, sở hữu 122.610 lượt phiếu bình chọn và phần trăm bình chọn là 30.3%. Và quán quân của The Masked Singer Việt Nam mùa 2 đó chính là Voi Bản Đơn, sở hữu 183.324 số phiếu bình chọn và phần trăm lượt bình chọn là 45.4%. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Bảo Thái sẽ đại diện cho V Channel và xin mời Miss Tường sẽ đại diện cho Ngân hàng Quốc tế VIB, đơn vị tài trợ chính của chương trình năm nay, sẽ lên sân khấu để trao các giải thưởng quan trọng ngay giờ phút này. Trước khi đến với ba giải thưởng chính thì chúng tôi sẽ trao một giải thưởng bên cạnh, bên rìa, đó gọi là giải lỗ tai vàng, thưa quý vị, dành cho các vị cố vấn đã lắng nghe được, đoán đúng được nhiều mascot nhất của chương trình. Và chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời ông Lâm Quốc Anh, giám đốc cao, giám đốc cấp cao, cấp cao kinh doanh của đại diện của hãng bia Pháp 1664 Plan lên sân khấu ạ. Và bây giờ thì chúng ta đã có kết quả của ba mascot rồi, nhưng mà trước khi chúng ta trao giải cho ba mascot sẽ là giải thưởng chiếc tai vàng. Em nên trao đi, tại vì anh cũng lịch sự và khiêm tốn, anh cũng không nên tự nói về bản thân mình ở giải thưởng này, bởi vì khả năng anh chiến thắng rất cao. Wow. Và thưa quý vị, giải thưởng chiếc tai vàng đã thuộc về một cố vấn với câu khẩu hiệu chỉ cần... Chúng tôi chỉ có ba cố vấn thôi, là Bích Phương, Tóc Tiên và Trấn Thành. Năm ngoái thì Tóc Tiên đã nhận giải này rồi. Và năm nay nếu mà tôi mà không nhận được giải này nữa thì năm sau tôi làm lại. Năm sau chơi tiếp. Ừ. Câu kinh điển của cố vấn này: ở Việt Nam có mấy người? Xin được chúc mừng cố vấn Trấn Thành đã sở hữu chiếc cúp tai vàng ạ. Xin mời ông Bảo Thái và ông Lâm Quốc Anh trao chiếc cúp tai vàng và giải thưởng trị giá 100 triệu đồng từ nhà đồng tài trợ bia Pháp 1664 Plan, bia vị chức mở bất ngờ cho cố vấn Trấn Thành. Tóc Tiên ơi, giải thưởng này là dành cho em. Cảm ơn anh Thái, cảm ơn anh Lâm ạ. Yeah, I did it. Em giữ giùm anh này nha. Bây giờ tới phần quan trọng nè, trao giải cho ba ca sĩ của chúng ta. Và bây giờ xin mời ông Bảo Thái trao giải ba cho Cú Tây Bắc ạ. Thưa quý vị, giải ba với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng xin được gửi đến cho ca sĩ Hương Lan với nhân vật Cú Tây Bắc. Xin được cảm ơn sự cống hiến của ca sĩ Hương Lan dành cho chương trình The Masked Singer năm nay. Một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cho ca sĩ Hương Lan, thưa quý vị. Xin cảm ơn ông Bảo Thái ạ. Và xin cảm ơn danh ca Hương Lan ạ. Với giải nhì của chương trình, xin mời ông Baby, ca sĩ Orange. Mời ông Bảo Thái một lần nữa trao giải nhì cho ông Baby. Và thưa quý vị, ông Baby, ca sĩ Orange sẽ nhận được một phần thưởng trị giá 200 triệu đồng đến từ chương trình. Xin được chúc mừng Orange và xin được cảm ơn ông Bảo Thái ạ.
Và bây giờ sẽ là phần trao giải thưởng dành cho quán quân của cuộc thi năm nay. Chúc mừng Voi Bản Đôn, ca sĩ Anh Tú với giải thưởng cao nhất của cuộc thi The Masked Singer năm nay, quán quân của chương trình. Chúng tôi xin được kính mời đại diện nhà sản xuất, ông Bảo Thái sẽ trao giải thưởng cho quán quân của The Masked Singer Việt Nam mùa 2. Và giải thưởng này sẽ nhận được một chiếc cúp danh giá của chúng tôi kèm theo phần thưởng trị giá là 300 triệu đồng đến từ chương trình ạ. Và ngoài ra, quán quân sẽ nhận được một giải thưởng mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Ngân hàng Quốc tế VIB. Và giải thưởng này sẽ được trao thông qua thẻ VIP Supercard. Thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất, hoàn 15% tùy chọn lĩnh vực hoàn tiền. Và chúng tôi xin mời Miss Tường cũng sẽ đại diện cho Ngân hàng VIP trao cho Voi Bản Đôn. Một lần nữa, chúc mừng Voi Bản Đôn Anh Tú. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt nhiều tháng vừa qua. Một lần nữa chân thành xin được đại diện cho đơn vị tổ chức chương trình V Channel và Vion thuộc đất Việt VAC Group Holdings xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành rất nhiều tình cảm cho The Masked Singer năm nay. Và thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với V Channel thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Và chúng tôi không quên cảm ơn nhà tài trợ chính chúng tôi, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB dẫn đầu xu thế thẻ. Cũng xin được cảm ơn nhà đồng tài trợ, đó chính là bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chất mở bất ngờ. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.